Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nấu một món ăn cực kỳ là đơn giản luôn và dân dã, tại nhà ai cũng nấu được hết trơn luôn á. Đó là bầu hấp chao. Thì ở đây mình có sử dụng một hũ bầu như thế này, là mình lấy cái phần đầu của trái bầu á, là mình đã gọt sẵn như thế này ha. Và ở đây là chao, hai cục chao, và mình sử dụng luôn là cái phần nước chao để cho bầu của mình nó sẽ nhanh thấm. Và để cho nó thơm hơn thì mình sử dụng nó là hành đã băm nhuyễn như thế này. Chao thì nó sẽ có vị mặn nên mình sẽ kèm theo là đường và bột ngọt. Bây giờ mình sẽ xắt cái bầu này ra trước nha. Cái bầu mình sẽ xắt khoanh mỏng vừa ăn thôi để cho nó nhanh chín. Rồi tiếp theo thì mình sẽ xắt lại những cái miếng vừa ăn như thế này, để khi ăn cho nó tiện là mình khỏi cần vẽ cắt gì nữa hết. Rồi tương tự vậy mình xắt cho đến hết nha. Sau khi xắt bầu xong thì mình chuẩn bị một cái thau mình để mình ướp bầu ha. Bầu mình sử dụng là cái bầu nó non nha, rất là non luôn á thì nó sẽ ngon hơn. Rồi sau đây bây giờ mình sẽ để vào đây một muỗng đường. Đó, muỗng đường gạt như thế này thôi, là mình sử dụng muỗng canh này nha. Và vài hột bột ngọt như thế này, rồi mình tán mịn ra. Mình tán cho cái chao này nó sẽ mịn ra, rồi mình sẽ để vào trong đây mình ốp. Mình không cần đổ nước nha, trong bầu nó sẽ ra nước rất là nhiều á. Sau đó mình sẽ trộn đều lên, mình để cho bầu này tầm cỡ khoảng 5 đến 10 phút để cho bầu này nó ngấm chao, rồi mình đem đi hấp. Sau khi chao của mình đã ngấm rồi thì mình chuẩn bị một cái đĩa hay cái gì đó để hấp chao nha. Do bầu này nó ra nước nên ở đây mình chuẩn bị một cái đĩa inox như thế này. Rồi mình để hết bầu vào đây luôn. Đều lại để mình bắt lên trên nồi mình hấp nha. Đây mình chuẩn bị một nồi nướng rất là sôi rồi, bây giờ mình để bầu vào đây. Sau đó mình sẽ để nắp lại, mình hấp trong khoảng 10 phút là cái bầu của mình đã chín rồi. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra xem bầu của mình ha. Đó, bầu của mình đã chín luôn rồi. Giờ mình sẽ để hành vào. Mình để hết hành vào nha, mình sử dụng hành nhiều để cho nó thơm và nó ngon hơn. Rồi mình để nắp lại cho nó hành nó chín. Đó, hành của mình đã chín rồi, bây giờ mình tắt bếp nha. Nước nó đọng xuống nó gõ nó kêu beng beng luôn. Thơm quá, bầu thơm quá đi. Rất là đơn giản, mình có bữa ăn cho gia đình rồi đó. Thì bầu hấp chao này có thể sử dụng là ăn, mình có thể ăn mặn hoặc là ăn chay, ăn tương gì đó đều được hết nha. Đó, nó rất là thơm ngon luôn.